Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gồm những tin chính sau đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức đón Tết dương lịch 2018. Lao động huyện nghèo sẽ có cơ hội xuất cảnh làm việc ở các thị trường lao động nước ngoài với sự hỗ trợ chi phí gần 100%. Thông tin cụ thể sẽ có trong bản tin. và trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về vở kịch dã tràng của nhà hát kịch Hà Nội tham dự liên hoan sân khấu quốc tế. Hôm 27 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chương trình đón Tết Dương lịch 2018 tại hội trường Đại sứ quán. Chương trình có sự tham dự của toàn thể cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh. Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi Chúc tất cả các cán bộ đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại đây sức khỏe, hạnh phúc. Đại sứ nhấn mạnh trong năm mới 2018, tất cả mọi người cần phải cố gắng đồng lòng, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng tốt nhiệm vụ công việc, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, kịp thời nắm bắt tình hình, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, nhà nước. Sau phát biểu của đại sứ là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được các bạn lưu học sinh, sinh viên Việt Nam thể hiện sôi nổi, hấp dẫn. Chương trình đón Tết Dương Lịch là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc gặp mặt, xung vầy sau một năm học tập, công tác đầy vất vả. Các hãng hàng không Việt Nam đã quyết định tăng gần 3.000 chuyến bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Như mọi năm, trạng bay tăng cao nhất là nội bài Tân Sơn Nhất, tăng 790 chuyến. Ngoài ra, các trạng bay nội địa khác cũng tăng thêm các chuyến bay như Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Như vậy trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tổng số chuyến bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn 22,3 nghìn chuyến và cung ứng 4,1 triệu ghế cho khách đi lại. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo hành khách chỉ nên tiếp nhận thông tin về vé máy bay và về các chuyến bay tại địa chỉ chính thức của các hãng hàng không, qua đó có thể hạn chế tối đa tình trạng bị bắt chẹt và bị lừa đảo bán vé, bán chỗ ngồi. Vào tối ngày 28 tháng 12 tại thành phố Plezen Cộng hòa Xéc đã diễn ra chương trình kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017 với chủ đề Dấu chân người lính. Trong buổi giao lưu, các cựu chiến binh đã thể hiện rất nhiều các ca khúc sôi nổi và hào hùng về người lính qua các thời kỳ kháng chiến. Đặc biệt là các bộ trang phục lính được các chị em mặc biểu diễn trong chương trình đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Sinh Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt, ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh tại Cộng hòa Séc, cùng đại diện các tri hội người Việt ở nhiều thành phố tại đây và gần 200 cựu chiến binh và thành viên gia đình ở thành phố Gen và các vùng phụ cận. Đây là những hoạt động đầu tiên của chi hội cựu chiến binh mới thành lập, một sân chơi lành mạnh và bổ ích nhằm gìn giữ và phát huy sức mạnh của những người đã từng trong quân ngũ để luôn xứng đáng với truyền thống bộ đội cụ Hồ. Thông tin rất đáng chú ý dành cho nhiều người có ý định lao động ở nước ngoài, đó là từ năm nay, hàng vạn lao động hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, người dân các xã bãi ngang ven biển, hải đảo sẽ có cơ hội xuất cảnh làm việc ở các thị trường lao động nước ngoài với sự hỗ trợ chi phí gần 100% của ngân sách. Đây là nội dung có trong quyết định 1722 của chính phủ, trong đó ưu tiên đối tượng là thanh niên chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo mức hỗ trợ sẽ từ 50 đến 100% từ đào tạo nghề, chi phí đi lại ăn ở, chi phí xuất cảnh. Vâng, với sự hỗ trợ như vậy, chỉ cần có sức khỏe chăm chỉ quyết tâm vượt qua tâm lý ngại xa nhà là rất nhiều bà con có thể mang về một khoản tích lũy khá sau 2 3 năm làm việc với thu nhập cao ở nước ngoài. Hublot được biết đến là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, thế nhưng không phải nhiều người biết được rằng trưởng bộ phận siêu phức tạp của Hublot lại là một người gốc Việt. Đó chính là nghệ nhân đoàn chính, người đàn ông Việt 20 năm làm cho đồng hồ Hublot. Từ nhỏ, nghệ sĩ Đoàn Chính đã rất thích tìm hiểu và nghiên cứu về máy móc. Tuy nhiên, bước ngoặt của cuộc đời ông tới sau khi quyết định sang Thái Lan để học về cơ khí. Đất nước này cũng chính là nơi ông Chính bắt đầu làm quen với đồng hồ trước khi gây dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực này. Sau khi chuyển tới định cư tại Thụy Sĩ, ông Chính tiếp tục theo đuổi ngành công nghiệp đồng hồ Hiện nay ông đã có 40 năm kinh nghiệm và từng làm việc cho nhiều thương hiệu đồng hồ lớn. Những kinh nghiệm trao dồi suốt 40 năm làm nghề giúp ông chính trở thành nhân vật quan trọng với Hublot. Nghệ nhân gốc Việt có chuyên môn trong lĩnh vực khó nhằn nhất của ngành công nghiệp đồng hồ nhằm giúp máy móc có thể đáp ứng được những tính năng siêu phức tạp, yếu tố quan trọng nhằm tạo ra điểm nhấn cho những sản phẩm sang trọng. Giống như mọi ngành công nghiệp thời trang khác, đồng hồ cũng đòi hỏi những thay đổi liên tục nhằm đập tan sự nhàm chán hay thu hút sự chú ý của khách hàng. Theo dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Đài truyền hình Việt Nam sẽ ngừng phát sóng kênh truyền hình đối ngoại VTV4 qua vệ tinh. Điều này có nghĩa là những khán giả ở nước ngoài, bao gồm cả địa bàn Mỹ, vốn dùng chảo vệ tinh để xem kênh VTV4, sẽ không còn xem được kênh VTV4 theo phương thức này nữa. Tuy nhiên, với sự phát triển của các phương thức truyền dẫn mới, khán giả tại Mỹ khẳng định việc cắt phương thức truyền dẫn qua vệ tinh không ảnh hưởng tới nhu cầu tiếp cận các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại bang California, Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lớn nhất trên thế giới. Bà Hương Nguyễn cùng gia đình sang định cư tại Mỹ đã gần 40 năm nay. Biết bà luôn quan tâm đến quê hương, công việc chủ yếu là nội trợ, nên hay nhớ nhà. Từ nhiều năm nay, chồng và con bà Hương đã lắp cho bà chiếc chảo để bắt kênh VTV4 qua vệ tinh thì hồi lúc trước thì ở đây thì coi bằng cái chảo không như có cái hộp của đài Việt Nam mình mà coi được cái only là đài VTV4 thôi nhưng mà thường xuyên nhiều khi nó bị thời tiết như là gió này kia là mình không có coi được là phải kêu thợ tới chỉnh cái hộp hoặc là chỉnh cái chảo cho nó nhà theo bà Hương, những năm gần đây, các công ty bán và bảo trì các thiết bị vệ tinh không còn nhiều như trước nên việc gọi thợ chỉnh sửa các thiết bị này gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế mà trong một thời gian dài, việc xem các chương trình Việt Nam của bà cũng như nhiều bà con ở đây đã không được thường xuyên. Nhưng thời gian gần đây, nhà đài truyền hình Việt Nam phát triển các phương thức mới, nên việc tiếp cận với các chương trình truyền hình Việt Nam của bà con đã dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế mà theo bà, việc ngừng phát sóng kênh VTV4 qua vệ tinh từ đầu năm 2018 cũng không làm ảnh hưởng đến nhu cầu của bà con bây giờ mình tân tiến rồi coi trên iphone được nè là bluetooth nè rồi với lại cái cái hộp ông xã chị mới đem về đó cái đủ đài vt hết mà bao nhiêu gồm cũng như chương trình ca nhạc tin tức giờ cũng việt nam mình cũng thu nhập những cái tin tức của nước ngoài cũng nhiều cũng không cần mình coi ở đây mình coi đài vt cũng đầy đủ tin tức hết kể cả nước luôn như nước nga nó đồ nhiều khi mình ở đây mình không biết nhưng mình coi đó thâu thập được, được nhiều tin tức lắm cũng như cơ bào ở châu Âu hay nhiều nước trên thế giới, hiện cơ bào ở Mỹ đã bắt đầu quen xem VTV qua internet thay vì xem qua vệ tinh như trước. Song song với việc kết nối với cơ bào thông qua website vtv.vn và vtvgo.vn, Đài truyền Việt Nam đã phát triển thêm VTV Box, một thiết bị kết nối thông minh giúp khán giả xem các kênh của VTV chủ động và dễ dàng hơn. Nhận lời mời của ban tổ chức Nhà hát kịch Hà Nội đã tham gia Liên hoan sân khấu quốc tế Tuyền Châu, Trung Quốc vào tháng 12 vừa qua với tác phẩm Dã Tràng, còn được gọi với tên khác là Hai viên ngọc thần. Đây là vở kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích đặc sắc về con cua nhỏ Dã Tràng, được các nghệ sĩ nhà hát kịch Hà Nội trình diễn thành công dịp Trung thu vừa qua. Dã Tràng là câu chuyện ly kỳ về các con vật nhưng cũng mang đến những bài học sâu sắc về đạo lý, về những cám dỗ và lòng tham, những giá trị về lòng tin trong cuộc sống. Diễn xuất tài tình của dàn diễn viên nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Ngọc Quỳnh, Thanh Hương, Quang Minh cùng những đoạn tương tác ngẫu hứng đã làm cho câu chuyện trở nên sống động và hấp dẫn. Nhà hát kịch Hà Nội đã biểu diễn phục vụ khán giả trong hai đêm 13 và 15 tháng 12 tại hai sân khấu lớn nhất thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc. Liên hoan sân khấu quốc tế năm 2017 được tổ chức tại thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Macedonia, Estonia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội mang vở kịch dã tràng đi liên hoan sân khấu quốc tế và để tìm hiểu rõ hơn về đón nhận của bạn bè quốc tế với vở kịch truyền thể từ chuyện cổ tích này, phóng viên của VTV4 đã có một buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nhân dân Tuấn Hải, đạo diễn của vở kịch dã tràng. Trước tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhân dân Tuấn Hải đã nhận lời phỏng vấn của Đài Truyền Việt Nam. Thưa nghệ sĩ, lý do mà chúng ta lại lựa chọn vở kịch dã tràng để gửi tới bạn bè quốc tế là gì ạ? cái yêu cầu cái yêu mong muốn của họ thì là họ muốn là càng nhiều các cái các cái điệu múa điệu hát tức là cái dân vũ những cái mới thể hiện được cái bản sắc Việt Nam về trang phục nó càng tốt cho nên là uh, chúng tôi cũng lựa chọn và đắn đo và cũng, cũng chọn một phương án để sao nó vừa nó vừa độc đáo vừa đặc sắc thì dã tràng là một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của việt nam kể về một cái chuyện con cua nhỏ cái này nó nói về con vật về rất nhiều con vật về đại bàng này về rắn hổ mang này về chim này về ngỗng này nhưng mà ý ẩn dụ của nó là nói về tình đời về cuộc sống về cách cư xử đối nhân xử thế trong bố cục của một câu chuyện cổ tích ý, thì chúng tôi có đưa tất cả những yếu tố ly kỳ của thần thoại của việt nam cổ tích vào ví dụ đại bàng bay rồi rắn hổ mang biến hóa tức là mọi cái gọi là thần thần tiên hóa thì chúng tôi đều cố gắng uh, kết hợp cả siếc nữa để làm sao để cho một cái bản diễn nó, nó vừa mang tính cổ tích nó vừa mang tính ly kỳ nó hấp dẫn nhưng cái chính là mình tải được cái nội dung là cái tâm hồn của người việt nam Dạ vâng, vậy đón nhận của bạn bè quốc tế với vở kịch dã tràng của chúng ta như thế nào ạ, thưa nghệ sĩ? Thì khi mà bắt đầu biểu diễn ngay đêm đầu tiên ý, thì đã có những khán giả Việt Nam tìm đến. Cả khán giả Việt Nam tìm đến. Ngoài người ngoài khán giả của ban tổ chức rồi người địa phương thì có khán giả Việt Nam tìm đến. Mà có những người họ đi từ cách đây gần một thế kỷ rồi. Có một bác bác gần 90 tuổi, mà bác đi từ năm 12 tuổi. Mà nói tiếng Việt Nam bây giờ quên hết rồi nhưng mà vẫn đến vẫn tìm đến để để xem và khi xem xong thì toàn bộ những người Trung Quốc ấy đều 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 ra hiệu bởi vì uh, có thể họ hiểu nhưng có thể họ cảm nhận được cả những cái không khí cả những cái âm nhạc dân gian cả về trang phục những cái điệu hát múa rất là đẹp nhưng đến đêm thứ hai thì thì cái cái cảm nhận nó nó chính xác hơn bởi vì vì cái tình cảm của của ban tổ chức và cái cái không khí của khán giả cái phản ứng nữa bởi vì họ xem có vụ đề thì họ rất là hiểu chặt chẽ từng lớp một cười nói này kia là họ 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 phản ứng như ở Việt Nam vậy và kết quả là cuối buổi biểu diễn thì họ lên họ nhận xét thì cả các ban tổ chức họ đánh giá rất là tốt họ rất thán phục cái mà cái cách mà mình thiết kế sân khấu làm sao mà trong một vở kịch mà các anh lại có thể mang được nhiều thứ đến như nó đẹp đến như thế bởi trong sân khấu chúng tôi phải chuyển cảnh rất nhiều lần kể cả, cả cảnh ở cảnh ở dưới long cung ở dưới ở dưới vua thủy tề cảnh ở trên rồi cảnh dưới đất vậy thưa nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải thời gian tới không biết là anh có kế hoạch tiếp tục đưa những tích truyện cổ của Việt Nam để lên sân khấu không ạ trong tương lai thì những câu chuyện của tích vẫn là đích ngắm của chúng tôi để làm sao để đưa cái văn hóa Việt Nam đến họ dễ hiểu nếu ta diễn một câu chuyện một một câu chuyện xã hội một câu chuyện đời nay thôi thì cũng cũng có thể được họ chấp nhận nhưng mà nó nó sẽ khó tiếp cận và nó không hấp dẫn bằng một cái một cái bức tranh Việt Nam mà nó nó cổ tích, nó đẹp đẽ về màu sắc, nó phong phú về trang phục, âm nhạc nó rất là gợi cảm và diễn xuất hay thì đấy là tất cả những điều cộng hưởng. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi vẫn tiến công vào tất cả những những cái câu chuyện dân gian, câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam để lần lượt được giới thiệu ra quốc tế. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ đã nhận lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Những chia sẻ vừa rồi của đạo diễn vở kịch Giã Tràng cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình qua trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.